Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ ba ngày 13 tháng 8, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Sự thiếu hụt về nhân lực, cơ sở vật chất cùng các chính sách hỗ trợ đang là rào cản khiến nhiều ngư dân gặp khó trong chuyển đổi từ các nghề khai thác tận diệt gần bờ sang các nghề khác bền vững hơn. Kiểm tra đánh giá tình hình khai thác lâm sản trái phép tại khu vực rừng tự nhiên phía trên hồ chứa thủy điện A Linh B1. Đây là một trong những điểm nóng về khai thác gỗ rừng tự nhiên của huyện A Lưới, vốn tồn tại âm ỉ lâu nay. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp để lấy ý kiến của các thành viên ủy ban, các đơn vị ban ngành liên quan để thông qua một số báo cáo đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các thôn, tổ dân phố, chính sách cho cán bộ công chức sau sắp xếp nghỉ việc và phương án điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế. Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đến nay tại các xã thuộc diện sắp xếp đã triển khai các bước và đồng ý nhập toàn bộ địa giới hành chính của 7 xã thuộc diện sắp xếp. Theo đó, sáp nhập xã Hồng Tiến và xã Bình Điền thành xã mới có tên gọi Bình Tiến, thị xã Hương Trà. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Hải và xã Vinh Giang thành Giang Hải, Phú Lộc. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã A Đớt và Hương Lâm thành Lâm Đớt. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hồng Quảng và xã Nhâm thành Quảng Nhâm. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Bắc Sơn và xã Hồng Trung thành xã Trung Sơn, A Lưới. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hương Giang và xã Hương Hòa thành xã Hương Xuân, Nam Đông. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Phú và xã Vinh Thái thành xã Phủ Gia, Phủ Vang. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác vận động thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở địa phương. Công tác ra soát và lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri bằng hình thức phát phiếu trực tiếp theo từng hộ gia đình được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Kết quả lấy ý kiến cử tri đồng ý trên 80% tại 9 xã, cử tri đồng ý từ 60 đến 80% tại 4 xã, cử tri đồng ý 54,87% tại 1 xã. Kết quả biểu quyết của Hội đồng Nhân dân xã trên 90% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đồng ý tại 5 xã, trên 80% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đồng ý tại 8 xã, 64% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đồng ý tại 1 xã. Kết quả biểu quyết của Hội đồng Nhân dân cấp huyện: Phú Vang 94,74%, Hương Trà 91,18%, Phú Lộc 88,57%, A Lưới 96,55%, Nam Đông 100%. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đề án này trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh bất thường tháng 8 năm 2019. Đối với đề án sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Hương Trà và thành phố Huế. Sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố, thì thành phố Huế giảm 89 tổ dân phố, thị xã Hương Trà giảm 23 thôn, tổ dân phố. Như vậy, toàn tỉnh giảm 112 thôn, tổ dân phố, còn lại 1.133 trên 1.245 thôn, tổ dân phố. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến và thống nhất thông qua tờ trình về quy định chế độ chính sách đối với cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã vô dư do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện nghị định số 34 của Chính phủ. Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và phương án điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế năm 2020. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ lưu ý, việc sắp xếp hợp nhất các xã phải gắn với đổi mới, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc ra soát, đánh giá, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại các xã thuộc diện sắp xếp. Ngoài ra cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương. Khi sắp xếp một lượng lớn cán bộ vô dư thì cần tính toán kỹ, có chính sách hỗ trợ phù hợp. Khi tuyển dụng tại địa phương, chính quyền cần ưu tiên tạo điều kiện cho những cán bộ công chức này. Tỉnh sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện về bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đạt hiệu quả cao nhất.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 64 đơn vị sự nghiệp công lập, tương đương 8,2% so với thời điểm năm 2016. Đây là kết quả quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập với mục tiêu đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% đơn vị và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phân cấp ủy quyền cho các đơn vị. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã tiến hành sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, đảm bảo tinh gọn bộ máy và ngày càng hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Từ một số đơn vị được sáp nhập ban đầu đến nay, đầu tháng 8 năm 2019, toàn tỉnh còn 716 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 64 đơn vị so với đầu năm 2016, đạt tỷ lệ 8,2%. Trong đó, sự nghiệp thuộc sở giảm 38 đơn vị, sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giảm 12 đơn vị, sự nghiệp thuộc phòng cấp huyện giảm 6 đơn vị. Tỷ lệ giảm biên chế sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước vì vậy cũng giảm 755 người. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, số lượng người làm việc tỉnh giao năm 2019 là 26.871 người, trong đó có 25.454 viên chức và 1.417 hợp đồng theo quy định 68. Đến thời điểm đầu tháng 8 năm 2019, tổng số lượng người làm việc có mặt 25.704, trong đó có 24.389 viên chức và 1.315 hợp đồng. Như vậy, còn lại chưa sử dụng 1.167 chỉ tiêu, trong đó có 1.065 viên chức và 102 hợp đồng. Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng hợp đề nghị Bộ Nội vụ giảm 686 chỉ tiêu, trong đó có 408 viên chức và 202 hợp đồng. Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất phương án thí điểm phân luồng tổ chức giao thông vào cửa ngăn và Đại Nội Huế trong 2 tháng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất phương án thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông ra vào đường cửa ngăn và Đại Nội Huế, thành phố Huế vào các khung giờ sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Bên cạnh việc phân luồng giao thông ra vào cửa ngăn, địa phương cũng tổ chức phân luồng đối với xe điện chở khách du lịch đi ra theo hướng cửa Hòa Bình, Đặng Thái Thân, Lê Huân, Yết Kiêu, Nguyễn Trãi qua cửa Nhà Đồ ra bến xe Nguyễn Hoàng. Trong những ngày qua, hạt kiểm lâm huyện A Lưới phối hợp với đội kiểm lâm cơ động số 1, phòng thanh tra pháp chế thuộc chi cục kiểm lâm, phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh và ban quản lý rừng cộng đồng thôn Lê Trường 1, xã Hồng Trung tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình khai thác lâm sản trái phép tại khu vực rừng tự nhiên phía trên hồ chứa thủy điện Alin B1. Đây là một trong những điểm nóng về khai thác của rừng tự nhiên của huyện A Lưới vốn tồn tại âm ỉ lâu nay. Cụ thể, tình trạng khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 266 nằm giữa hai xã Hồng Trung và Hồng Vân và kéo lên tầng biên giới Việt Lào được biết đến từ trước khi hồ thủy điện Alin B1 tích nước. Khi đó, các đối tượng khai thác lợi dụng các tuyến đường mòn để đưa ra ngoài. Từ khi hồ thủy điện này tích nước thì phương thức vận chuyển của các đối tượng lâm tặc là kết hợp đường mòn dòng suối để vận chuyển ra khu vùng lòng hồ, sau đó dùng thuyền côn le kéo băng qua hồ trước khi vận chuyển ra ngoài bằng xe máy độ chế. Kiểm tra thực tế hiện trường, bước đầu cả cơ quan chức năng ghi nhận rải rác hai bên khu vực thượng nguồn suối Tà Ây có một vài gốc cây bị đổ hà cưa xẻ. Lãnh đạo hạt kiểm lâm A Lưới nhận định có thể thời gian gần đây do phải điều động tăng cường lực lượng đến xã Hồng Thủy cũng đang nóng về vấn đề khai thác gỗ lậu nên một số đối tượng lẻn lút vào rừng khai thác và cũng không loại trừ việc ban quản lý rừng cộng đồng tại đây làm việc chưa hề trách nhiệm để người dân địa phương vào khai thác với số lượng nhỏ lẻ. Trong đợt kiểm tra này, đoàn liên ngành sẽ ở lại nhiều ngày trong rừng để ra soát, đánh giá lại toàn bộ các điểm nghi vấn và sớm có báo cáo đầy đủ về tình hình tại tiểu khu 266. Nội dung chính sẽ thống kê chính xác số lượng lâm sản bị khai thác, làm rõ việc có hay không, việc khai thác có tổ chức hay chỉ là khai thác nhỏ lẻ và kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý. Phóng viên thời sự đi theo đoàn sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành chức năng, công tác phòng chống nạn giã cào tận diệt hệ sinh thái trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên hiện nay, sự thiếu hụt về nhân lực, cơ sở vật chất cùng các chính sách hỗ trợ đang là rào cản khiến nhiều ngư dân gặp khó trong chuyển đổi từ các nghề khai thác tận diệt gần bờ sang các nghề khác bền vững hơn. Vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm là khoảng thời gian hoạt động giã cào trái phép diễn ra thường xuyên, gây nhiều thiệt hại đối với hệ sinh thái và đời sống sản xuất của bà con ngư dân vùng bãi ngang. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, đặc biệt là sau chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý dứt điểm nạn giã cào, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh nhà,
các đơn vị cơ quan liên quan đã có nhiều biện pháp hiệu quả nhằm đẩy lùi, ngăn chặn nạn giả cào, mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong cái thời gian vừa qua, chúng tôi đã xử lý và xua đuổi được 24 tàu ngoại tỉnh, trong đó xử lý 13 tàu. Thì trong 13 tàu này thì có 12 tàu là tàu ngoại tỉnh và một tàu là của tỉnh Thừa Thiên Huế, với số tiền thu ngân sách là gần 400 triệu đồng. Do làm tốt công tác tuyên truyền và làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, cho nên là trong thời gian vừa qua thì cái tình trạng tàu giã cào đánh bắt sai tuyến, tận diệt thủy sản ở trên vùng biển của tỉnh và trong đầm phá thì dần dần và hiện nay đã chấm dứt. Nhận thức được hành vi đánh bắt giã cào sai tuyến là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản chung của cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều ngư dân nhận định để có thể vươn khơi bám biển, họ phải đầu tư cải hoán tàu thuyền, nâng công suất. Nhưng bà con lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, để chuyển đổi nghề phù hợp, nhân lực của mỗi tàu phải tăng từ gấp 2 đến gấp 3 lần, trong khi việc tìm kiếm bằng thuyền đang ngày càng trở nên khó khăn trước mỗi chuyến biển. Bữa đi ngồi làm đồ được khó khăn quá, Dũng đi dạ đâu được là đi 4 người, còn mà kêu người khác là đi 7-8 người. Nhưng mà bữa đi kêu người là kêu không có, bữa đi tìm người khó khăn lắm. Do thị trường mà giá cả thì dầu thì lên, mà giá cả thì quá rẻ rồi, làm ăn thì cũng rất thấy gay gắt đó, nên giờ làm ra xử lý cho phù hợp chủ ngư dân để mà bà vươn khơi bám biển rồi. Khó khăn nhất là hiện nay bởi vì chuyển đổi nghề mà gấp quá thì bà con là chưa chuyển đổi nghề kịp. Trong thời gian chuyển đổi nghề, đề nghị tỉnh và trung ương quan tâm là gia hạn 1-2 tháng để cho bà con là có cái thời gian để chuyển đổi nghề. Thứ hai là quan tâm đến nguồn vốn vay ưu đãi, đặc biệt là những tàu giã cào, để bà con là thực hiện chuyển đổi nghề, đảm bảo cái việc chuyển đổi theo ngành nghề mà được cấp phép. Hiện nay, ngoài những chính sách hỗ trợ về nhiên liệu theo quyết định 48, nghị định 17/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu cá chuyển đổi nghề đánh bắt xa bờ vẫn đang có hiệu lực đến hết cuối năm 2020. Trong đó, các chủ tàu làm nghề lưới kéo, giã cào là đối tượng được ưu tiên. Tuy nhiên, để tiếp cận với nghị định 17, bà con ngư dân hiện rất cần những hỗ trợ về nguồn vốn vay ban đầu để mạnh dạn đóng mới, nâng cấp tàu thuyền và chuyển đổi nghề. Nếu những khó khăn trên sớm được tháo gỡ, nạn giã cào trái phép sẽ được ngăn chặn một cách triệt để, qua đó đảm bảo nguồn lợi thủy sản ven biển của địa phương. Tiếp tục với những thông tin từ các địa phương cơ sở. Sau hơn 4 tháng triển khai và bình chọn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức tổng kết và trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Năm nay có 14 sản phẩm của 14 cơ sở sản xuất trên địa bàn tham gia bình chọn, trong đó có 4 sản phẩm đã được đăng ký bình chọn cấp quốc gia và đang đợi kết quả, gồm nhạc cụ Tân Châu, tranh Phạm Lâm, mỹ nghệ lưu niệm Phúc Mai và tinh dầu Kim Vui. Theo đánh giá, đợt bình chọn lần này huy động được nhiều sản phẩm mới tham gia bình chọn lần đầu, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và chất lượng. Một số sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, có nhiều đầu tư, thể hiện trình độ tay nghề cao. Qua quá trình bình chọn, 14 sản phẩm tham gia đều đạt tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã năm 2019. Trong đó có một sản phẩm đạt giải nhất, bộ sản phẩm nhạc cụ nhã nhạc cung đình Huế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Châu, một sản phẩm đạt giải nhì, hai sản phẩm đạt giải ba và 4 sản phẩm đạt giải khuyến khích dựa trên các tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất, văn hóa và thẩm mỹ. Các sản phẩm được bình chọn sẽ tiếp tục tham gia bình chọn cấp tỉnh. Sáng nay, huyện Vũ Vang tổ chức tổng kết hoạt động của ngành giáo dục năm học 2018-2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2019-2020. Trong năm học 2018-2019, mạng lưới quy mô trường lớp của các bậc học, cấp học trên địa bàn huyện Vũ Vang đã phát triển mạnh. Các trường mầm non đã thực hiện tốt việc huy động trẻ đến trường. Bậc tiểu học và trung học cơ sở đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng học tập để chuẩn bị đón năm học mới. Kết quả, 100% cả trường mầm non tổ chức ăn bán trú cho trẻ đến trường. Hiện toàn huyện có 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn. Đến nay, toàn huyện đã có 55 trên 77 trường đạt chuẩn quốc gia. 100% xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
Năm học mới 2019-2020, ngành giáo dục huyện Phú Vang tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tiếp nối thành công của chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2018, trong năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực tại nhiều xã biên giới của huyện A Lưới. Nhằm mục tiêu thay đổi tích cực về mọi mặt đối với những hội viên phụ nữ được trợ giúp khi kết thúc chương trình vào năm 2020, thì đây là thời điểm nước rút với cả cấp hội phụ nữ. Bà Hồ Thị Kiều ở thôn Kê, xã Hồng Vân, huyện A Lưới là một trong hai hộ nghèo khó khăn được chương trình hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng mái ấm tình thương. Với số tiền này, gia đình bà Kiều vay mượn thêm và nhờ giúp đỡ ngày công của bà con trong thôn xóm để xóa nhà tạm bợ trước mùa mưa bão năm nay. Tại gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn nên hai vợ chồng em cũng không cất được một căn nhà ổn định, nên bên đồn và phụ nữ có qua và coi hoàn cảnh khó khăn nên cất cho một căn nhà trị giá là 30 triệu để ổn định đời sống và trang trải cho cuộc sống được ổn định hơn. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm nay còn mang đến niềm vui cho 6 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo khó khăn của xã Hương Nguyên bằng việc hỗ trợ sinh kế với 12 con dê giống có tổng trị giá 30 triệu đồng. Họ được hướng dẫn làm chuồng trại, cách chăn nuôi, chăm sóc để nhân rộng mô hình chăn nuôi dê trong cán bộ hội viên nhằm phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo khó. Bên hội phụ nữ xã là có xe cho chị là một cặp dê, sau này là phát triển kinh tế gia đình. Là chị cùng xin hứa cùng cố gắng hết sức chăn nuôi để là đàn dê có phát triển nhiều hơn nữa. Chương trình năm 2019 còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà gồm quần áo, gạo do công ty cổ phần Mạnh Tỷ hỗ trợ, được trao cho 70 hộ là hội viên phụ nữ nghèo khó khăn tại ba xã biên giới Hương Nguyên, Hồng Vân và Hồng Thái. Đây là những món quà thiết thực góp phần giúp các hộ gia đình trong lúc khó khăn, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng, xanh, sạch, xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, thực hiện tốt tiêu chí môi trường về xây dựng nông thôn mới. Dịp này, chương trình tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trong tuyến đường hoa tại thôn Dòng, xã Hương Nguyên nhằm tô điểm cho thôn bản thêm tươi đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về biên giới biển đảo, pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống tệ nạn buôn bán người cho cán bộ, hội viên phụ nữ ở các xã biên giới, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Thời gian vừa qua thì Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng với Hội Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động cái chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Thiên Huế cũng có rất nhiều chương trình đồng hành với phụ nữ tỉnh để hỗ trợ chị em phụ nữ ở địa bàn biên giới có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống, được cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc cái chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn. Đây là năm thứ hai thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương với chuỗi các hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị vùng miền, giữa hội viên phụ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở. Để tạo sự lan tỏa rộng rãi đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang kết nối và kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo nguồn lực cho chương trình được tiếp tục trong thời gian tới. Với rất là nhiều hoạt động tặng quà, trao tặng sinh kế và đặc biệt tuyên truyền các hoạt động tuyên truyền giúp cho người dân phụ nữ về cái sức khỏe sinh sản, về cái phòng chống buôn bán người và các hoạt động và mong muốn của chương trình đồng hành của phụ nữ biên cương của Hội Phụ nữ tỉnh và Bộ đội Biên phòng trong cái thời gian tới là chúng tôi dần dần mong muốn giúp cho chị em phụ nữ ở các cái xã biên giới khó khăn là có ý thức nâng cao được nhận thức và đặc biệt là có cái ý thức trong cái phát triển kinh tế, giúp thoát nghèo và nâng cao đời sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện liên tục và bền vững chương trình, chủ trọng công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm qua từng hoạt động. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, hội còn tổ chức tuyên truyền, bổ sung kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cho phụ nữ các xã biên cương, phương pháp hoạch định kinh tế chi tiêu trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Mục tiêu là đến năm 2020, khi chương trình kết thúc, cán bộ hội viên phụ nữ ở các xã biên giới được giúp đỡ sẽ có sự thay đổi tích cực về mọi mặt.
Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.